Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cố vấn Pháp lý Official, kênh chia sẻ kiến thức pháp luật dành cho mọi người. Thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu là lương hưu có tăng bao nhiêu khi cải cách tiền lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Nếu như mà bạn cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích thì hãy để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Thì với tối đa đại biểu tham gia biểu viết tán thành thì sáng ngày 10 tháng 11 năm 2023, Quốc hội đã chính thức thông qua nghị quyết số 104 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Về việc thực hiện chính sách tiền lương, thì Quốc hội đã quyết nghị từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo tinh thần của nghị quyết số 27 năm 2018 của Trung ương. Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương bảo đảm từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, và một phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, nhà nước cũng sẽ thực hiện đồng thời việc tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn liền với lương cơ sở, cùng với thời điểm cải cách tiền lương. Do đó, người đã nghỉ hưu sẽ được tăng lương hưu từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 nếu thuộc nhóm đối tượng được điều chỉnh tăng lương hưu trong quy định chính thức về lương hưu sắp tới của chính phủ. Tuy nhiên, để biết mức tăng cụ thể là bao nhiêu thì còn phải chờ quy định chi tiết của chính phủ trong thời gian tới. Hiện chính phủ đã giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì hoàn thiện nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng trong tháng 5 năm 2024 để trình chính phủ ban hành. Dự kiến các quy định về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng tại nghị định này sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Theo các chuyên gia, thì mức tăng lương hưu năm 2024 có thể dao động từ 7% đến 10%. Mức tăng này được tính toán dựa trên chỉ số giá tiêu dùng CPI dự kiến tăng vào khoảng 4% vào năm 2024 và mức tăng trưởng kinh tế dự kiến đạt 6%. Nếu mức tăng lương hưu được áp dụng như dự báo thì lương hưu của người lao động sẽ tăng lên đáng kể. Đây là tin vui cho những người đang hưởng lương hưu, giúp họ có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây chỉ mới là dự báo. Mức tăng lương hưu thực tế sẽ được chính phủ quyết định dựa trên tình hình kinh tế xã hội của đất nước trong năm 2024. Mức lương hưu của người lao động được xác định dựa vào tỷ lệ hưởng và mức bình quân tiền lương hoặc là thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. Theo đó, mức lương hưu hàng tháng của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương hoặc thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 20 năm đối với lao động nam và 15 năm đối với lao động nữ sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính thêm 2% và mức tối đa bằng 75%. Như vậy là mình vừa trao đổi xong với các bạn những vấn đề liên quan tới việc là lương hưu tăng bao nhiêu khi cải cách tiền lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Nếu như mà bạn cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích thì hãy để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và nếu như mà bạn có những thắc mắc liên quan tới vấn đề này hoặc những vấn đề pháp lý khác thì có thể để lại câu hỏi ngay bên dưới phần bình luận để trao đổi trực tiếp với mình nhé